Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày rảnh rỗi của mình sau những ngày tập luyện rất là căng thẳng vừa qua. Thì mình cũng có ngồi chơi game mà nhận đấy chiếc máy của mình đã bị rất là đơ rồi. Và hôm nay rảnh rỗi thì mình có qua bên Hacom 43 Thái Hà để nhờ các anh chị em tư vấn đưa cho mình một cái máy có thể chơi game mà thỉnh thoảng livestream với mọi người. Bây giờ mọi người cùng vào mình nhé. Chào anh ạ, chào mừng anh đã đến với Hacom. Thì hôm nay em có thể giúp gì anh nhỉ? Thì em muốn nhờ em tư vấn và build anh một chiếc máy để anh chơi game. Dạ vâng, thế dễ dàng quá. Và thưa anh, thì anh Toàn, chúng ta hôm nay là sẽ build một bộ PC như nào? Anh mong muốn cái bộ PC này sẽ làm được gì? Thì trước hết anh muốn build một bộ PC có thể chơi game đấy. Một PC chơi game ạ? Thế ngoài chơi game ra anh có kiểu như livestream hay là edit video hay gì không ạ? Thì anh đầu tiên anh cũng nghĩ là chỉ một PC để mình chơi game. Nhưng mà chắc sau đó là cũng muốn livestream để giao lưu mọi người. Ok ạ. Thế thì chắc livestream với những livestream nổi tiếng nhất bây giờ nhỉ? Rồi, thế thì anh mong muốn cái bộ PC của anh rơi vào khoảng tầm giá bao nhiêu triệu nhỉ? Anh thì cũng không biết đâu, thì em cứ chọn những linh kiện mà tốt nhất. Tốt nhất, rồi ok. Chiến. Thế thì bắt đầu bằng CPU đúng không anh nhá? Okay. Thì CPU sẽ là bộ vi xử lý của bộ máy tính này. Và em sẽ chọn cho anh đó chính là CPU Intel Core i9-12900K. Đó, đây là thế hệ CPU mới nhất của Intel, thế hệ thứ 12. Và nó sẽ có, anh thấy không, giá là 19 triệu rồi. Nó sẽ có là 16 nhân 24 luồng. Cái điểm hay của cái CPU này, nó sẽ có một nhân yếu và một nhân mạnh. Nhân mạnh thì khi mà anh chơi game ấy, nó sẽ sử dụng nhân mạnh đấy. Còn những cái tác vụ như là của lướt web này, hay là bật stream này, nó sẽ được nhân yếu xử lý luôn. Đó, và trong thời điểm đấy, đây có thể gọi là CPU vị vua của gaming, chúa tể của những trải nghiệm overclock. Và có thể nói là những cái bước tiến cao nhất để cho những người làm content. Đó, và đỉnh quá. Đấy. Đó. Ok. Rồi, thế em cho vào tổ hàng nhá. Ok. Tiếp theo này sẽ có, đó chính là mainboard đi, bo mạch chủ. Đây là nơi mà để chúng ta có thể lắp CPU vào. Thì em sẽ chọn cho anh xem nào. Chiếc mainboard đắt đỏ nhất mà chưa đụng đến tản nhiệt nước custom. Đó chính là chiếc mainboard RG Maximus Z690 Extreme. Nếu mà bọn em là những người làm máy tính ấy, thì tôi sẽ quan tâm là dưới này có những cái gì. Và dưới này thì rất là khủng luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng là nếu mà anh thì anh sẽ quan tâm đến là nó nhìn như nào hơn, đúng không? Đúng, anh cần nhìn, quan trọng nó đẹp. Đây, ui dồi ôi, anh nhìn quá cái đẹp của màn hình. Chiến. Đây nhá, sẽ có một giải LED rất là sáng đây này. Cái chỗ này sẽ là đèn RGB này. Đây sẽ là màn hình Anime Matrix của Asus. Và có một cái điểm hay nữa là nó sẽ có một màn hình OLED nhỏ đây này. Anh thấy chữ Extreme đâu? Nó sẽ là một cái màn hình đấy và thể hiện là nhiệt độ của CPU cảm hình của anh. Đấy. Lý do tại sao nó 30 triệu mà anh? Đó. Anh livestream đúng không? Anh có chơi những game nặng không nhỉ? Chơi những game kiểu cấu hình yêu cầu cao quá không? Anh cũng không rõ cái cấu hình game anh chơi như nào, nhưng mà anh hay chơi các game thường của mọi người hay chơi hiện tại thôi. Xong rồi anh cũng bật nhiều các tác vụ bên ngoài không? Kiểu đúng. Bật Discord để đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Thế thì em sẽ cho anh một cái đôi RAM luôn nhá, là 32GB luôn. 32GB RAM luôn. Đây là RAM của con xe. Ok. Đó, và đấy, giá nó là 9.299.000. Và tiếp theo thì ổ cứng, tại vì anh cũng chứa game nó chắc là phải 3-4 game gì đúng không nhỉ? Chắc hơn. Hơn à? Thế thì chắc là phải một cái ổ cứng cao rồi. Thì em sẽ cho anh đó chính là ổ cứng SSD của Corsair. Là đây là Corsair MP600 Pro. Đây là phiên bản 1TB. Và với cái ổ cứng này anh có thể chứa Windows này, phần mềm này. Và nếu anh thích thì anh có thể chuyển dữ liệu từ điện thoại ra. Được rồi. Chuyển dữ liệu điện thoại ra, lưu trữ trong máy tính cho nó lâu dài. Và điện thoại anh thì cứ đem đi chụp ảnh luôn. Được quá nhỉ. Tiếp theo này, để chơi game thì anh biết rồi đấy, là sẽ cần một cái cam màn hình. Và bây giờ em sẽ chọn cho anh là một trong những chiếc cảm gọi là cao cấp nhất, gần như là cao cấp nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Chính là RTX 3080. Đó, cái cam màn hình này thì sẽ chơi được, em có thể đảm bảo là chơi được tất cả những tựa game hình bây giờ. Và nhưng mà anh hình như là 3080, hình như anh nhớ, hồi trước anh cũng có điểm qua cái cao nhất là 3090 đúng không? 3090, nhưng mà cái đấy nó lại thuộc về nhiều hơn cho những người làm content hơn. Ví dụ như người làm render này, làm 3D này, 3D Smart các kiểu. Anh hiểu. Anh nghĩ 3080 quá đủ rồi. Quá đủ để cho một người chơi game bình thường. Cái độ chênh lệch của nó anh biết bao nhiêu? Đây nhá, cái kia là 70 triệu, cái này có 50 triệu nhá. Mà độ chênh lệch của hiệu năng chơi game 10% tổng của mình trong không đáng không anh? Được. Đó. Đáng. Và chọn 3080 là rất là không quá hợp lý. Rồi, và em sẽ chọn cho anh mẫu đó chính là ROG Strix của Asus ạ. Đó, và hiện tại đang được đánh giá là một trong những mẫu cảnh xịn nhất luôn đấy, chứ không phải là một trong những mẫu. Vâng, được đánh giá là xịn nhất luôn, tại vì nhá, rất là mát và nó rất là đẹp luôn, rất là mát này, bộ VRM cực kỳ là khủng luôn. Tiếp theo này là do là anh sử dụng CPU, đây là một cấu hình rất là cao cấp, CPU i9 này, sẽ tốn khoảng tầm 250W điện. Và cái cam hình này sẽ tốn khoảng tầm 300-400W điện cơ. Và cộng thêm rất là nhiều thứ khác thì em khuyên rằng là nên chúng ta nên chọn một cái bộ một rất là khủng. Và nếu mà được thì em sẽ chọn cho anh là RM1000 không? Tức là đây là một bộ nguồn 1000W từ Corsair. Đấy, là cái tiêu chuẩn 80+ V. Đây, bộ nguồn rất là to, rất là khủng.
dành cho bộ máy của anh và đến từ con xe. Đây nhá, đầu tiên này nó có tính năng là ultra low noise. Rồi. Tức là đến khoảng khi mà nó chưa lốt ấy, im tĩnh không nói một tiếng gì rồi. Khi mà nó lốt lên nó bắt đầu nó đẩy quạt nhá cao lên. Và em đã từng test cái nguồn này rồi, rất là mát và nó cũng không hề ổn chút nào cả. Đồng thời nó là full modular, tức là không cần dây nào thì em cứ bỏ ra. Rồi. Nó sẽ khiến cho cái bộ cây của anh rất là gọn gàng. Hiểu rồi. Ok, thì để tất cả các mọi thứ vào thì em sẽ chọn một cái vỏ cây. Em thấy hình như là mình chọn hơi nhiều đồ có xe nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ em chọn có xe. Chút nữa có xe rồi nhá. Cây có xe. Thì đây là sẽ là vỏ cây có xe IQ7000X RGB TG Black. Đây là một trong những mẫu vỏ cây khá là mới của có xe. Cái vỏ cây này nhìn trông có vẻ, anh thấy nhiều kính có vẻ hơi bịt đúng không? Nhưng mà nó rất là tối ưu về hiệu năng tản nhiệt đó. Nó sẽ hút khí thông qua hai cái khe này, hai cái dài này. Đấy sẽ khiến cho máy cực kỳ là mát luôn. Và đồng thời nó rất là to. Cho nên cái việc là nhìn trông, nếu mà anh để vào góc phòng nhá, cực kỳ là hố. Em đảm bảo anh là thế luôn. Được đấy. Và cuối cùng thì chơi game thì ta cần có màn hình đúng không? Đúng. Và tại vì là anh đang dùng 3080 khá là khủng. Cho nên là em sẽ chọn cho anh một chiếc màn hình, đó chính là màn hình Asus ROG Swift. Đây là PG27UQ. Đây là màn 4K anh ạ. 4K. Tức là nếu mà ở nhà anh chơi game đâu, anh cắm 4K vào nét căng luôn. Và nếu mà anh có cả những thiết bị tay cầm ấy, như là PS5 này, là Xbox Series này, anh có không? Anh có. Ui dồi, thiết hợp lý vô cùng. Đấy, anh cắm vào đây, chơi 4K 120 frame luôn. Đấy, thế thôi, chốt ngay thôi chứ. Chốt ngay thôi nhá. Mà đằng sau nó còn có LED RGB ở khu vực logo này nữa. Tuyệt vời đúng không anh? Rồi, để em sau vào nhá. Còn áo. Thì mới gần đây thì có xe có ra, đó chính là bàn phím có xe K100 RGB. Đó, đây là một bàn phím rất là tốt, rất là khủng. Và có một hệ thống RGB cực kỳ là đẹp luôn. Em anh để cho vào đây, anh có thể thấy nhá. Đấy, bàn phím nó sáng khắp mọi nơi luôn. Và nó sẽ có một thứ rất là hay nhá. Nếu mà anh không thích đụng lên tai của mình để chỉnh tai nghe đúng không? Anh có thể lăn cái cuộn này. Rồi, đấy. Và có rất nhiều loại switch khác nhau. Thì đây, em sẽ chọn cho anh đó chính là optical switch nhá. Đây là cái switch để cho có tốc độ phản hồi cao, gọi là thấp nhất, để cho anh bấm vào là nó hiện lên màn hình luôn. Thì chỉ là vậy. Đấy. Rồi, tiếp theo là chuột. Thì mình chơi tầm giá rồi mà mình chuột chơi chưa chỉ có dây thì hơi buồn cười anh nhỉ. Đúng, là ai giờ quên dây. Bây giờ anh thích chuột không dây không? Đúng, anh thích chuột không dây. Chuột không dây đúng không? Thì bây giờ em sẽ chọn cho anh đó chính là có xe Saber Wireless. Đó, Wireless. Đây là mẫu chuột mới nhất của có xe hiện tại nhá. Cái gì cũng mới nhất luôn. Mới nhất, phải chơi mới nhất chứ. Dành cho anh thì phải mới nhất rồi. Okay. Và đây là một cái mẫu chuột nó rất là đẹp, có đèn RGB ở khắp mọi nơi. Đó, những cái khi mà anh cắm vào ấy là nó sẽ không dây luôn và cái độ trễ cực kỳ là thấp để anh có thể chơi game. Thường những người chơi những tựa game kiểu FPS hay là CSGO kiểu người ta quan tâm không? Anh cũng phải có được những cái trải nghiệm tốt nhất đấy. Trải nghiệm tốt nhất chứ mình đúng. Không chơi không giỏi nhưng mà có cái trải nghiệm là tốt đúng nhất. Và tiếp theo đó sẽ là tai nghe. Chắc là chơi game anh phải nghe nhạc nghe nhất. Đương nhiên. Đấy, không thể nào thiếu tai nghe được. Đúng rồi. Thế thì một cái tai nghe rất là hay để được có xe nữa, cũng là tai nghe không dây nhá. Okay. Chính là gaming có xe Virtuoso RGB. Đây là một trong những tai nghe gọi là không dây tốt nhất trong thời điểm hiện tại để đánh giá. Đấy. Cái bộ máy này thì để làm mát được, tại vì CPU i9 5500K là khá là nóng ấy. Và bọn em đã test rồi và nó tương đối nóng. Thì em sẽ chọn cho anh đó chính là một cái tản nhiệt nước custom. Tản nhiệt nước AIO nhá. Đến từ con xe. Nếu mà nhiều người ta không biết AIO là gì đâu, tại vì đây là all in one. Tức là anh không cần phải tốn nhiều thời gian để thay sửa hay là quy trình gì cả. Rồi. Lắp vào thôi. Lắp vào là dùng được luôn. Lắp vào là dùng được. Và một cái bộ máy tính, một cái setup như này thì em nghĩ rằng là mình có cái ghế nhỉ? Tất nhiên là cần ghế rồi. Rồi, vâng. Mình không thể nào mình đứng thì mình chơi game được. Đúng rồi. Rất là mỏi. Ghế thì anh có thích cái ghế đây, như ghế của em đang ngồi đây. Anh có thích một ghế như này không? Anh thử sờ xem. Ôi, đỉnh đấy. Để anh thấy mọi người chơi game, mẹ cũng ước ao mình có một cái ghế như kiểu này. Vâng, em đang ngồi ghế này rất là thoải mái luôn. Thì đây là ghế gaming của xe T3 Rush. Rush phiên bản charcoal. Đây là kiểu màu than kiểu vậy á. Thì anh thấy đẹp. Nhìn đẹp đúng không anh? Đúng. Đó. Và rất hay nhá, nó còn có thể thay được. Cởi được da ra để anh giặt cơ. Cởi được da. Vâng đấy, cởi được cả cái lớp này ra để anh giặt. Thế thì em sẽ cho trong tòa cho anh nhá. Ok luôn. Rồi, ok luôn. Rồi, có vẻ như là đã đầy đủ tất cả mọi thứ trong bộ máy tính rồi đấy. Thì lúc nãy thì anh có nói là live stream đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thì bây giờ em nghĩ là chúng ta sẽ cần những thứ đồ để live stream nữa. Rồi, ok. Nào thì anh sẽ anh Độ đúng không? Đó, anh Độ có đèn điếc các thứ này xong rồi webcam cũng khủng các thứ đúng không? Đúng. Em sẽ chọn thứ tự nhá. Rồi. Thì em sẽ cho anh là chính là hai đèn stream Elgato Keyline E. Đây là hai đèn sẽ để hai phía này này. Hai phía luôn. Để sáng mặt anh cực kỳ. Và bên ngoài nhìn đen, bên sim lại nhìn trông trắng cực kỳ. Đẹp trai quá. Nhưng mà có sao bị đẹp trai quá không?
đẹp trai cực kỳ luôn đấy. Em đảm bảo anh nhá, sau này nhá, anh dù có màu gì cũng già mà rất là trắng luôn. Và dẫn tới cái việc là nhìn trên stream nó mịn màng, nhẹ nhàng. Thế thì mình cho vào giỏ hàng thôi. Cho vào giỏ hàng, ok. Rồi, và tiếp theo sẽ là webcam đi. Thì đây là một trong những webcam mới nhất của Elgato. Đây là Elgato Facecam. Facecam. Và cái webcam này nhá, không giống như những cái webcam rườm rượm khác. Nó sẽ là một webcam gọi là Full HD, 60 frame. Nói chung là rất là nét. Em đảm bảo là nếu mà anh nhìn vào cái webcam, anh chỉ nhìn webcam này, sẽ rất là hài lòng với chất lượng của nó. Nhưng mà chẳng em bây giờ đã đầy đủ cái này rồi mà không chi mình cũng buồn vậy. Đúng rồi. Xứng đáng để stream này. Vâng, đấy. Thì, nhưng mà nói chung là cố gắng đua buổi này phải stream vài bữa anh ạ. Đúng rồi. Em stream game. Thì để stream game ấy, tại vì anh có nhắc tới là anh có dùng có PS5 đúng không? Đúng. Thế thì để thu cái hình từ PS5 và chuyển đến máy tính ấy, thì chúng ta sẽ cần một cái thiết bị, đó chính là Stream Deck, à nhầm, Capture. Đây là một Capture card. Đó là Elgato H60 HD60S cộng. Đó, và hỗ trợ lên tốc độ phân giải là 4K. Đúng với 4K cả đúng màn hình luôn. Đúng rồi, đúng với cả màn hình và cả cái PS5 của anh luôn. Đúng. Đấy, để thu lại và chuyển lên trên các phần mềm live stream. Và cuối cùng thì anh biết là các streamer bây giờ họ có một cái team rất là hay. Đó là cái nó gọi là Stream Deck. Anh có cái cục cụ đây này, anh có bao giờ xem thấy không? Anh luôn đang đi ngắm rất là nhiều. Rồi, cái này là mơ ước của nhìn streamer đây anh ạ. Anh có thể đây nhá, cái Stream Deck này nhá, sẽ khiến cho anh có thể điều khiển stream của anh một cách tối đa nhất. Đó, anh có thể điều khiển các nút này, tùy chỉnh các nút này. Và anh sẽ ví dụ bảo đâu, tôi muốn bán hàng thôi. Bấm mắt, đấy, luôn mất trang web của anh. Như đạo diễn ấy đúng không? Đúng rồi, như đạo diễn luôn. Và anh có thể chuyển cảnh từ game này sang game kia. Đấy, và thế thì em cho vào trong giỏ hàng anh nhá. Ok, rồi. Vậy thì là hiện tại bộ máy của chúng ta đã hoàn thiện rồi đây anh ạ. Tất cả mọi thứ CPU, RAM, RAM các thứ, bia dụng các kiểu, đồ livestream cũng đầy đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng ra kho lấy đồ và đem lên trên kỹ thuật để họ lắp và mình chuyển đến nhà anh nhé. Ok luôn. Rồi ok, đi thôi. He said, don't fall, don't forget all the things you've been told, don't blink. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Get in these voices inside, just stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know. Surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Get in these voices inside to stay quiet. Go to the place where all this began. Dạ vâng, sau một khoảng thời gian mà chúng mình đã đưa bộ máy đã đến nhà của Văn Toàn lắp đặt, setup cái bộ máy này xong thì vỏ cây đây, vỏ cây anh em có thể thấy rất là sáng và vô cùng là đẹp, cộng với cả màn hình bộ ghia và cái HD 60S cộng này kia. Và bây giờ thì sau khi mà nhận máy anh cảm thấy thế nào về bộ máy này nhỉ? Thì thật sự khi anh nhận được bộ máy xong anh cảm thấy rất là vui và bất ngờ, không nghĩ là nó sẽ đẹp đến như này, vì anh cũng chưa tưởng tượng hình dung ra khi mà mình nhận máy nó sẽ thế nào.
khi mình đã thấy ở đây rồi cảm thấy rất là hài lòng, rất cảm thấy rất là hạnh phúc. Thực sự rất là đẹp đúng không? Một bộ máy đáng để mọi người ghen tị. Và thế nếu mà anh không chơi game với cái bộ máy này thì anh có dự định làm gì với nó không? Thì lúc đầu là mục tiêu của anh là chỉ mua để chơi game, giải trí những ngày tập luyện căng thẳng thôi. Nhưng mà chắc đầy đủ này rồi, chắc có thể thỉnh thoảng mình live stream, giao lưu với mọi người để chơi game chẳng hạn. Vâng, thế thì đây em nói luôn nhẹ, con 60N cộng đấy, ơi giời. Đây, thế nếu mà anh có con PS5 ở đây đúng không? Đúng thì rồi. Nếu mà anh muốn live stream với cả cái PS5 ấy thì anh có thể, anh sẽ cắm cái USB vào đây này, xong cắm đầu in vào. Rồi cắm ngược đầu out này vào cái màn hình này, để coi như là live stream trực tiếp lên trên này luôn. Đấy, và để cho gọi là có thể thu được cái hình của cái này mà. Rồi, thực sự rất là cảm ơn anh đã lựa chọn những thành phần đến từ Asus này, có xe này. Thực sự thì đây là một bộ máy rất rất là cháy và sẽ có CPU là thế thứ 12 của Intel, thế CPU i9-12900K. Đây là gì nhỉ? CPU vị vua của gaming, chúa tể overclock, bước tiến cao nhất của những người làm content anh ạ. Đấy, cảm ơn anh Văn Toàn đã lựa chọn bộ PC này ở Hà Nội Hồ Chí Minh. Và thực sự rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và hãy like, subscribe để tìm hiểu những video tiếp theo nhé.